để cho mình phải gấp gấp mau mau. Thì trong khi là hiện bây giờ công nhân bây giờ nó cát chỗ không mà lăn, thì bây giờ hai xăng dầu một mười xăng dầu thì hai xăng dầu nó nghỉ, nó cạn kiệt, bởi thành nó bể trầm lưng khô cạn sáu đàn, đó là nó sẽ cạn kiệt, nó du kiệt. Rồi về công nhân bây giờ cũng gì, công nhân bây giờ là giống như chuyến rồi là Trị Hùng 1.200, bây giờ thì 3.000 mấy rồi 5.000 mấy, nó ngày nó kiệt xuống. Bởi vì do đâu, do cái nguyên nhân gì, bị nước ngoài nó đang giặt đó. Rồi thành ra nó phải cắt ra sức hàng được, thành ra cái cuộc biến chuyển giờ nó gấp gấp, phải mau mau gấp gấp. Và trong thời kỳ này là nó gió nùi, đây sắp Tết là nó gió nùi là gì, nó còn có mấy chục ngày nữa, không mấy Còn nữa, bốn mấy ngày bốn mấy á, chỉ ngày, còn bốn mấy thành ngày. ra nó gió nùi là đó, là gió nùi sao, bởi vì khi mà công nhân về nghỉ thì cái người bán cho công nhân cũng nghỉ luôn, nó gió nùi như tơ mà chưa đâu, nó còn siết chặt. Thì chính vì là Tết năm nay không có thể bằng cái Tết rồi, phải khổ não. Bởi Đức Phật có nói là khổ với thảm ngày nay, mấy ngày sau dòm thấy bay hồn nó siết siết vô hoài. Thành ra cái đây ngày nay gì, bữa nay ngày 14 mơ nó khác nữa rồi đó, nó lỡ chồng lỡ vợ lỡ con lỡ sông lỡ núi lỡ hành trơn, là nói tiếng thánh còn thầy cũng dùng như sự thiệt cho mình để mình đục mưa. Còn cái xăng dầu thì nó cạn kiệt rồi, bởi vì biết không, từ năm tí nay nó múc và múc, bây giờ nội cái tỉnh An Giang mình chạy là biết nhiêu rồi, rồi trong 63 tỉnh nước mình rồi thế giới thì là nó im. Thì cái chiến tranh này nó quýnh, nó là như Ukraine nó quýnh rồi đó nha, nó quýnh nó bỏ nguyên tử là Nga giờ ra nó hứa với Mỹ khi bằng thầy nó cờ đã thắt trời nước tướng không ăn chốt, đại bang nó quýnh rồi nó rung rinh vũ trụ. Sâu động thì nó mới sập đi, biến gì Thương Hải thì núi á, thành sông, sông thành núi, nó đất bằng nước là trào lên, thành ra vụ biến chuyển giờ nó gấp lắm. Bởi phiên trong tăng đồ tín đồ trong các cấp chữ tăng, nên bây giờ mình muốn cứu chúng sanh thì mình cứu mình phải làm cho rồi cái thân mình, đó là trong bổn đạo, trong tín đồ. Bởi thầy nói cả tiếng kêu cùng cấp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân làm cái khuôn để cho cái người chúng sanh người ta noi theo đó, người ta tu. Có như vừa rồi như lễ 18 lễ Đức Cố lễ bà giờ cũng không nữa, như bữa nay tôi đi xuống chùa thầy á, thì dòm á, thì cũng có chúng sanh đi cúng rồi về cũng còn bị kẹt trong cái ngũ uẩn, bởi ngũ hoài á, không phải ngủ là ngũ hoài mà nằm ở trong cái ngũ uẩn mình, là trong cái thọ tưởng hành thức á, là con người mình kẹt, nó cái bom này quýnh ra là chết 77 phần á, còn ba còn hai còn một, thì đang phải gấp phải mau mau. Còn cái chuyện là công nhân nó giấu đây Tết là nó giấu nùi đó, nó không thể nào yên mà ngày nay gì ngày mai khác. Rồi việc bán buôn bây giờ đi tôi đi tôi thấy thì nó đang mỗi giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ, đang khổ tới tấp cảnh tới tấp mà mình còn chiếu mến chồng mê đó, mắt nhìn ngoài quá cảm thê nam bang mình nó kề bên tai, cuộc biến động nó lộ cơ trời thấy không, nó hiện bây giờ dằn mây giống như mưới Ba Đen á, rồi dằn mây các chỗ khác, đó là cái sự cái bầu trời nó tối âm u, không trời mưa chuyển nó sẽ khổ tới, nếu như trời chuyển thì nó có có mưa mưa đó. đi ha. Đó là cái lời của Đức Thánh nói, nhưng mà mình phải hiểu cái chi tiết, nó nguyên nhân nó mới sanh. Bởi người khôn nghe nói giàu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo, thành ra con người mình phải làm khuôn trong cái tín đồ, trong bổn đạo làm khuôn đi, cả cả vật chất tinh thần tung ra nó. Bởi vì xưa Đức Phật vợ con đẹp mà con xá mà đi lỡ qua, cái đó là cái hạnh phúc của mình, cái của mình ta giật được, chứ cái tinh thần giật không được, mà chỉ cái tinh thần là nó đục mưa mình. Thì thầy cũng nói thì thiên cơ từ giờ đã nói hết đó, nhưng mà chỗ đục đây cái bạn thiên là đạo lý, kiếm đạo lý nhờ nhồi để thất nghiệp, để sau này thất. Đạo lý là gì, mình phải giữ giới lực, nhìn theo cái quyển 4 của thầy Giác Mê Tâm Kệ, trong đó nó có sáu căn nó nhiễm như cái đập ngang sông, mà bữa nổi thì nó thúi hoài mà bữa nổi nó mới thông, thì sáu căn này nó nhiễm. Thì nếu ai muốn cứu chúng sanh trong các cấp chư tăng tín đồ muốn cứu chúng sanh thì phải làm khuôn, bởi chưa thành khuôn. Thầy đang bây giờ đang buồn đang tủi, thầy đang ước vọng người hiền như các nước, thầy đang chờ ơn muộn là Tết. Thầy khi năm gia bên chính thuyết pháp bây giờ thầy giảng với kệ để lựa tiễn mình, để kìm mình thành một con người
tín đồ cái bổn đạo trong tăng đồ để mà thành khuôn để mà chuyển xây. Yeah. Bởi thầy mới nói là nguyện mười phương chư Phật đó là khi đắc đạo rồi phải quay lại chúng chúng sanh. Và thầy còn mở kêu ở trên mở các lăng trên thiên hoàng xuống nữa, thì đang để cấp bách gấp trong giặc nặng phải tung quân. Yeah. Thì thầy đang nặng nề. Yeah. Mới dán cho ổng một cái đòn này, ổng còn mắc nợ mình. Yeah. Thằng điên điên xử chưa xong mà. Yeah. Nếu thế gian còn chúng mới tăng ổng có vui, ổng đang về An Giang rồi đó. Yeah. Về An Giang rõ ràng đâu hay từ đây Nam Bắc chuyển xây khi đây khi đó gia tài phương lơ từng quần tạo quá cầm ở đâu cũng chạy hướng ăn đủ điều. Không phải tôi nói đạo thông đây mà tôi phải làm cái nói đạo ai nói không được, mà nhưng cái làm cái hành vi á mà mình hành thì phải chịu nhọc nhằn. Mà mình nhìn thấy các những người xưa như Bậc Trùm, Đức Thầy, hả, Sư Giải, Bổn Sư, rồi ông Ba khổ hạnh không à. Mình phải khổ hạnh mới được, mà tu mà nếu mình đây cũng xin phép tu mà sung sướng là không có được đắc đâu, bởi vì mình hành thân mà. Thì hiện bây giờ đã báo ứng rồi đó, là về cái nhân đó, báo ứng đó. Còn về cái du duy người ta đang chuẩn bị, cũng như là thằng Tàu hồi xưa qua thì nhờ là phục động 3 năm trước ta tái tạo người đó, tới 3 năm sau ta mới ra 3 tuổi đó. Còn đại chiến thứ hai thì chắc thứ ba này Bủ Sơn là 4 thẻ có dựng lên rồi đó. Thì trong 4 thẻ này không phải là 4 thẻ không, mà chữ Bủ Sơn phải có cái nghĩa lý, phải hành theo. Chứ Bủ Sơn chùa nào nhưng mà nó không có cái chắc quyền. Khi mình có cái quyền đó mình mới có trị mình được, rồi mình mới trị dân được. Nếu mình trị trong gia đình không được thì trị ngoài không được. Cái gì? Thành ra trị ở trong mình làm khuôn. Cũng như trồng người thì 100 năm đó. Còn trồng là cây thì 10 năm, 7 năm à. Còn trồng người nó khó. Kìm lại cho người được để thành, để mà độ chúng sanh hiện thời kỳ này. Thầy đang ăn cằn, lo lập. Yeah. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thì ông ơi, ông Út cho con hỏi ha, là có các anh các chị đó nói là năm cái năm mẹo đó, như con cuối cùng nó mốt là cái Tết năm mẹo đó thì sẽ như thế nào, và có khi nào là sẽ bùng dịch và bên Nam bên Dương sẽ tới không Út? Thì mấy cô đó nói đúng, là mấy người đó cũng có cái tâm đạo, cũng có tầm nhìn á, cái trí cái tâm là mấy cô đó cũng quý xẹt tới, bị như chơi với cuồng, như cuồng chỉ dối rồi, là bởi vì nó sẽ bùng dịch lại. Dịch là gì? Khi đó tại sao có cái dịch mà sao bây giờ không có? Chuyến đầu chút còn là khi thằng Ukraine với Nga này chuẩn bị nó quýnh là cái hơi nó ra nó vô cuồng. Nó vô cuồng là bệnh nào bệnh? Là bệnh trời, là do cái con người mình chế tạo đó. Là nó vô cuồng. Rồi cái nữa là xăng dầu nó kiệt. Rồi cái là công nhân về Tết năm nay là tới Tết là khổ lắm đó, như hổm dài 2-3 công ty Tỷ Hùng này kia vào Đà Nẵng, bây giờ nó ra nữa. Yeah. Bị biết sao không? Bị gì? Các nước ngoài nó đang khổ thì mình khổ, nó đang ngưng cái hàng thì nó mới chỉnh, nó đốn nó, thì như cho tao vô cuộc là phải đi tới, phải quyết định, bởi vì cơ trời thầy hiểu, thầy có cái tầm nhìn đó. Thì nói đây là nói rồi mơ sẽ hiện, bởi nhiều khi tôi nói rồi anh em không phải tôi là được, nói Út Thôi cũng nói chứ nó vậy, bị thầy biết cái cơ được. Tại sao mà chết bảy phần? Vì cái Nga này nó đại bang, nó phải ra bom nên nó phải chết thôi, người ta mới biết cái lý. Bởi thầy nói việc thiên cơ thầy tỏ hết trơn, tại bá tánh không tường nơi lao lý, cái lý đạo. Thành ra năm mẹo này nó sẽ gió cuồng và nó rắc, mà năm mẹo này nó tháng ngừ lị tuôn dầm dời luôn. Năm mẹo bước đầu vậy thôi, tới nó dối là Tết này nè, nó dối rồi đó. Nội trong gia đình tôi báo cáo tôi còn biết. Nó bây giờ vậy, công ty giờ vậy, giờ nó chạm khổ. Vậy đó, nội trong gia đình mình nè. Ở thành phố không điện vậy. Đừng có nói đâu, nó thực tế, đạo thực tế. Thì đây là việc nhỏ, còn việc lớn, cái việc đại bang, thế giới nó còn dối thì mình dối. Ta ăn bánh mình điểm đá được, còn ta không ăn thì mình phải khổ. Mắt nhìn ngoài quắc thẩm thê Nam Bang kệ bên tay là không phải mình đọc câu đó, mà mình thấy cái cơ trời nó có gì. Thì năm mẹo nữa nó vô cuồng, là binh nào giặc trời nào bệnh đó. Bây giờ anh em thấy không, nhà thương nào mà bệnh bây giờ đang ho hay ấy không, đi tới đâu ho rồi khang tiếng gì điều nó khí độc đó. Mà do lòng nó về bệnh. Và binh lớp nào binh đó, như Ukraine với Nga rồi các ngàn binh ngàn tướng xua ra đó, binh rồi lớp nào thiên tai nữa nè, ngang nó nhiều cái chết kể sao cho hết. Nên Nam Mô A Di Đà Phật thì khổ đó. Dạ thì ông Út ơi, thì
các anh em đó nói là bây giờ đó là bên ở ngoài Sài Gòn và Bình Dương đó hàng ngàn người đổ xô về đó, mà người ta kiểu như là người ta không có việc làm ở đây, nó khi nào là sẽ là Việt Nam bị đói khổ không đó? Thì phải có, bởi vì thầy mình không phải nghe thầy ông nói rồi có xong tiền mới có, mà đây ông nói đói đói đau không thuốc đói luôn, đói luôn là đau luôn, mà cái đói đỡ cái đau, cái đau như con một người đau cả tàu ăn trọ có, cũng như gần tôi là một người đau rồi cha mẹ anh em giàu đi theo rồi mà không được là nó sẽ tới là đói đau có luôn, bởi vì đây là quyết định ở trên cơ trời đã nói rồi, mà kỳ này là kỳ chót thúc, mà không phải nghe thầy mà nhưng mà lượng là đúng. Hồi đó tôi không có tin thầy đâu, nhưng mà tôi xét rồi tôi ghi xương thầy, phải nhớ lời thầy. Nó có thực tế không? Bây giờ thực tế rồi nó ra lộ cơ trời trên rồi đó. Rồi không nói tin đúng hết mà sao không tin được ha? Thành ra mình phải tin đi, phải nhờ nhỏi nhờ đạo nên gián tập ăn cần ở kiệm kim chỉ chứ xài như hồi đó là khổ nha cô bác. Nhà nhà cũng nên dán gói gắm kiệm lời nó bị nam mô rồi phải. Dạ thì thầy có nói là cái câu nói về ngày Tết đó mốt là lẹt đẹt rồi đi lẹt đùng á. Dạ câu đó như thế nào? Cái câu đó là lẹt đẹt đùng là ý thầy nói có lý là đó cũng như nổ rồi kia lại kia lẹt đẹt đùng là nó lùng tung lúng túng văng ra túng là nó khổ. Cái lý thầy nói cái câu văn đó chứ nó khổ gắt bên cái lẹt lẹt đùng lùng tung á là nó Tết mà duyên mình Tết chứ thầy không có Tết, thầy giàu nó lẹt lẹt đùng. Nhưng mà Tết năm nay sẽ khó hơn mọi lần nhiều lắm, Tết lâu lắm, Tết này nó khổ làm biết sao không? Bởi vì công nhân hiện giờ về tác chỗ nó báo mình mà nó thực tế anh Út ơi, bữa đó tôi ngồi ở Mương Khai rồi hai mẹ con người đó đó hen, là con 12 tuổi bây giờ màng 14 tuổi mà màng không được, rồi chở mẹ với đứa nhỏ mà được cô đó lãnh là làm 8 năm rồi đó mà lãnh được có chữa lãnh được ba mấy rồi về, bây giờ giàu anh về không có cái gì màng mà 7-8 năm mà giờ nó không to đó. Dạ. Chết ra đuổi những cái người mà đuổi lâu lâu năm không mà những cái tuổi nè 40-50 về rồi giờ mặn gì bởi vậy nó khổ không, nó rối cuồng nó phạm trần như chỉ giáo cuồng mà còn sẽ đắm thì mình cô bác nhà nhà nên phải cần ăn cần ở kiệm kim chỉ rồi chứ nó khó mà nó bây giờ không phải nói đây rồi đi ra đi mỗi gia đình đều khang khổ không nó gắt thế mấy thiên cơ mỗi gắt mỗi phút mỗi thai là gì nó đổi thai thầy cũng có nói là thiên cơ cùng tỏ hết trơn hết trơn rồi đó cho bá tánh từng nơi lao lý nó lý vậy đó. Thì đây là qua năm mẹo đó là như tơ không phải nghe thầy mà nó phải thấy rồi cái đà nó đi tới như tên rồi đó. Cổ đà đi, nó hiện rồi đó, nào là Ukraine với Nga là quýnh là binh đó. Là binh đó, ngàn binh là tướng nó xua ra chiến trường. Còn một cái giặc trời bệnh nó đảo lại thành phố đâu kêu. Nó lạnh lùng. Thì con có biết đó là trong giảng xưa đó là tôi nói là sủ dần đa bệnh này còn đã binh ha, là năm sủ nè. Đã bệnh nè. Rồi năm dần là binh nè, binh là có nghĩa là Ukraine với Nga đúng rồi. Năm mèo này là ghê lắm nè. Nó ghê, nó gấu cuồng. Năm mèo này nó khó hơn con cọp luôn. Mèo này nó bươi vào luôn. Nó gấu cuồng. Thì sủ dần đã bệnh nó binh là thầy nói về thiên cơ, cái đó là nó cơ, nói gì sư giải thầy tứ thánh nó cơ, còn thầy nói tặng thường. Thầy nói tặng thường là gì? Năm dần nhiều nỗi bơ vơ qua năm mèo như cơ tơ gấu cuồng. Mà năm mèo tháng hội chưa buồn, mà năm mèo tháng hội lị tuôn dầm dời trong mình. Thầy nói thực tế mà nó sẽ đi tới đó đó, tại trong cái bổn đạo tín độ mình còn hững hờ, việc tu thân thiện tính hững hờ rồi nó tin không có tin, mà thầy nói nó không có tin tới giờ kiếm thầy đâu ra mà ông cứu không kịp. Sao kịp được? Không có kịp thầy nó thương như lắm. Thương lắm mà nhưng nói không nghe, hồi đó nói không nghe rồi chừng kêu giống như tôi con sánh đây nè, nhà dưới là hiện bây giờ nó đang trở về Long Xuyên rồi đó, mà nó là cậu Út ơi, nó đau rồi nó sưng cái vú nó dị dị rồi khóc đó. Mà khóc thấy con khóc cứu sao được mà mày đi mà bây giờ cứu sao tại cái nghiệp trước mình á. Chúng sanh bị nghiệp không thứ nợ ai đi đòi, nó thành ra nên chấn chỉnh trong cái đời cũng vậy, nên chỉnh đốn nên chấn chỉnh mình. Còn trong đồng đạo nếu cứu nhân sanh cứu nhân loại nên cố gắng trong cái tín đồ thiện nam các cấp chư tăng bổn đạo tín đồ nó nghe cạn lời nghe quyển tư thầy để làm nhất tâm đi mới kịp nha, theo đạo lý nhất tâm mới kịp, còn hẳn hò là chết. Mau mau gấp gấp kiếp kiếp hai cái là sáu cái.
trong hội này ngày nay làm mới có. Mà ngặt tôi nói thông mà tôi không làm nè, là tại mình đó. Mình nói thông mà cái hành mình không làm, rồi người ta sao sao cần. Thành ra cái người quân tử phải xử. Ai là người quân tử tôi mới phải xử. Mà tôi nói đây rồi tôi sẽ làm, bởi vì đổi tánh luôn. Tánh phàm phải đổi, phải đổi để mà sửa chữa mình, để làm cái khuôn cho nhìn đời thái. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ông Út ơi, thì ông Út có thể là nói tường tận về cái chuyện mà Tết năm nay đó Út, là sẽ là biến chuyển gấp rút như thế nào, thì ông Út có thể trình bày rõ hơn một tí. Thì nói về cái cơ thầy thì nó gắt, nó dữ lắm, như con ốc mà xiết cái cây lên rồi lấy chìa khóa dặn ra lửa luôn, là nó rốt cuồng và nó khổ, nó rối, là lạnh lùng, là phạm tăng, là nó mẹo như trơ chứ cuồng là gì. Là nè, một cái chi tiết nè, về công nhân ở các ở Bình Dương thành phố về là nó dối rồi đó. Rồi hai nữa, nếu mà xăng dầu nó cạn kiệt cái là nó tắt rồi là nó dối nữa đó. Hai rồi ba nữa là binh đó là hơi độc đó. Hiện bây giờ khí trời người bệnh đó, bây giờ nhà thương nào cũng bệnh lạnh lùng luôn. Nó dối cuồng là nó gấp đó. Thì qua năm mèo này nó là như con mèo, con cọp thì khác. Năm sằng đa đủ ra kêu đa binh đó, là bệnh tí năm sủ thôi, còn năm mèo nó quào luôn, nó khổ. Bởi người khôn nghe nói là giàu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo là gì, không thể nào yên ổn được. Nam mô A Di Đà Phật. Thì theo như ông Út thì mình làm cách nào để diệt trừ cái điều đó không Út? Được, thầy ông chỉ đường mà, thầy nào ông chỉ đường nè. Trong khổ mau tránh khổ là gì? Ông chỉ cái quyển tư là khai mình phải nghe lời thầy, làm hiền làm lành, cúng lại ăn tương để diệt bớt cái tâm tánh mình, thì nó chuyển mình trong sạch sẽ hết bệnh. Cũng như tôi nói bây giờ đây là tôi nói đây là mình nói là thật sự, chứ không phải tôi ta đó. Bây giờ đưa bệnh Covid tôi ôm không hết, bởi vì cái tinh thần mình có đó. Giờ đường đạo có cái tinh thần nó không xâm nhập được mình, nếu mình thiệt tu á nó không xâm nhập, không bệnh luôn. Không phải tôi nói tôi được ha, đây là mình nói cái chân lý. Như hồi nhỏ lớn giờ tôi cũng ít, không uống thuốc mà vậy mà tôi hiện bây giờ xe đụng tôi nè, nói lại đi đụng không dài cả tháng đó, mà bác sĩ bốn người bác sĩ là không chích đó, đưa uống cũng không hạ. Mà sao mà tôi mạnh, tôi đi hoài mình nói quá thì thành ra mình được, không dám nói đó. Bác sĩ Sơn Hà, rồi bé Tư Đặng, rồi con vợ ông Phương, rồi bác sĩ Tâm đó, là tao không dám, bởi vì bác sĩ tao khoa học. Khi đó cái tinh thần mình nó mạnh, là thần thức đó, nó nhập vô, thần thức nhập á, thai sang tinh hảo đó. Khi mình hiểu đó, mình có cái tinh thần đó là Phật đó. Dụng tinh thần chống tổ quỷ tà, lo vật chất đó, mình lo vật chất kém hơn, không tìm kiếm tinh thần là gì. Cũng như bây giờ của tôi, cái người ta làm cái tôi buồn tôi giọng đó. Còn cái giờ đó mình xả hết là nó qua cái tinh thần đó, là tinh qua đó, là liên qua đó, là nở nụ cười đó. Không phải liên quan chỗ nào, mà trong mình có Phật tiên, của trong mình ai cũng có như ta đó. Còn thanh sĩ ai cũng như ai, khác nhau cả tỉnh người xa, nhưng ai cũng đủ đầy. Trong đầu óc mình có nhiệm màu, có đủ dáng bảo minh, cũng như cái đèn mình bắt sáng đây tắt ra, mà do mình làm, do tâm nó thành ra có cái đường cứu mình, là đường khai ngũ đuốc chịu từ bi chí thiện. Thầy cũng chỉ đường theo đạo lý nhất tâm mới kịp, nhờ nhỏi không tác nghiệp đó. Thành ra có cái đường cứu bảo đảm, nếu làm khuôn thầy sẽ cứu cho. Thầy á, hiện bây giờ phần hồn về, ổng cứu lương hiền chứ cứu người hung. Khi mình hiền, cái diện mình cũng như chú hồi đó, chú thanh niên khác, có vợ khác, khi làm cha mẹ khác, rồi làm xui nó khác, nó kìm cái đức tánh mình đó, chuyển từ xấu quá cù, từ dòng quá lại thánh đó. Nó kêu Quỳnh, là thầy nó họ Quỳnh, là Quỳnh là dòng lộ dĩ, là tiên sanh ra mình, mà mình là giống dòng tiên. Mà nó gì giặt chắc màu sắc nó che, gì giặt danh lợi tình mà nó mất nó đi hết. Cũng như một cái tuồng hát, khi xong tuồng là do danh lợi tình mà giết lẫn nhau không. Nó thành ra mình phải diệt cái ngũ quẩn này. Nó thầy mới cho ông Tàu Hảo á, khóa ngũ quẩn diệt lòng tham ái, cậu sân si tảo trừ. Mà ngạc 8 mỗi, thánh hiền hiếm thánh tài, thầy mới hiếm thánh tài. Hiểu không? Khó kiếm người thánh. Người hiền vậy chứ kiếm hoài, Hiện Di Đà tìm không ra để làm khuôn.
Thì tại ngày nay tôi cũng lên để nhà nhà để xét thi đi, tôi nó số điện tôi cho đó, số ấp tôi cho, số tổ tôi cho, số huyện xã tôi cho, số huyện tỉnh tôi cho, để mà lại đây. Có nhiều anh em cũng điện tôi lại đi rồi nói gì để mà vô cái đạo để nhờ nhậu, kiếm đạo lý nhờ nhậu. Nó có cái đường đục mưa mình là đó, đạo đục mưa, đục bằng thiên là gì. Không có cái gì mà không cứu mà được, mà chỉ có cái đạo cứu mà thôi. À, thì Múc ơi, thì trong giảng thầy đó Múc, thì có một câu thầy có nói là mèo kêu bó tánh lao sao, là sao Múc? Thì mèo, thì năm mèo á, thầy giảng của thầy không, mèo kêu bó tánh lao sao, tới thì dòng vắng máu đào chỉnh ghê, con ngựa đã đá con dê, khắp trăm chẳng hại nhiều bề thảm thê. Là thầy nói là cái thiên cơ, nhưng nó phải đi khổ tới vậy, mèo kêu. Là năm mèo nó gắt á, nó như cái cùng chỉ mà dấu gỡ nổi á. Rồi tới qua năm dòng vắng là cái chiến tranh nó nổi lên là khiêu bằng thay phơi, máu đào chỉnh ghê, là gầu nó xiết luôn trong 12 con giáp này, trong một giáp ăn cần suy tính 12 giáp này nè, mà trong một con nó có 12 con giáp nhỏ, mà trong một giáp ăn cần suy tính, khuyên dương trần gián nhịn người ta, khi mình hiểu đạo nó nhịn nhục người ta phải hạ mình thì phải gán chịu. Là năm mèo á, là năm mèo này nó dốt cuồng á. Rồi năm mèo mà tháng 10 tới á, cái lị tuôn còn qua năm mèo nó dối thôi. Năm đó là khóc á. Là khóc sao, vì cái chiến tranh Ukraine này nó còn dây dưa hoài nó mới nổ á. Cấp đó vợ xa con xa vợ, chồng lìa chờ, hết. Không còn tại gia. Nó siết chặt trong 12 giáp này. Nó thành ra trong nhà nhà, trong bổn đạo cố gắng. Rồi tôi cũng vậy, nói vậy với tôi cũng giái nguyện bề trên và tôi cũng làm. Nói vậy cho mình chưa rồi, nhưng nhờ trên gia hộ như thầy cũng vậy đó, ổng cũng nhờ trên che chở sát thân chứ câu gì nó khổ lắm em. Nó thành ra trong đây các anh em cũng vậy, YouTube cũng nên chấn chỉnh lại làm đúng để cho dân nhờ, bởi vì thời kỳ nó còn hoài à, hết là hết cái đời mình chứ nó chuyển người hiền còn lại lọc lừa để lập lại cái thượng ơn. Mà khi con người mà còn lại là con người sống tâm đồng nhau hết trơn à, sống như không có tranh giành, nó mới được là đời thượng ơn. Cái gì? Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. À, thì ông Út ơi, ông Út ơi, cho con hỏi một câu nữa ha. Đó là trước khi mà lục hội Long Hoa đó Út, là những cái đại nạn, những cái thiên tai đó thì sẽ xuất hiện không Út? Xuất hiện. Dạ. Nó lộ đó, nó bây giờ, đó bây giờ mình nói xuất không? Ở như Ukraine rồi ở núi Bà Đỡ Đen nó ra cái mây dòng nó khiến là thiên cơ. Rồi nào là đó nói về cái công ty, các công ty nó xuất á. Chưa bao giờ mà thấy tình trạng đó. Nó sức á, rồi bệnh tới nữa nè, nhà nước kêu nữa đó. Nó sức á, tới á, nó mới diệt Lầu Giang, mới tầm kiếm con tiên. Những ai mà theo thầy mà đi gìn giới lực, ổng sẽ hộ cho. Bởi vì các Phật tiên đang xuống ở Việt Nam mình, ở nước Giang nằm cõi Trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế ta. Chỉ có Phật tiên trị mới nổi, chứ bây giờ chưa thằng chạy tuốt cho rồi. Chỉ có ông Phật trị chúng thế giới mới bình an. Ổng đang xuống, Phật Di Lạc xuống là gì, Mẹ Quan Âm xuống gì, A Di Đà xuống gì, đó là gì sắc lệnh, năm chắc lệnh là lớn để xuống độ trong thời kỳ này, rút lại. Cũng như nói là Viên Tài Thiên là đó, khi mà xuống yêu quái nó tà tinh gì có trên tôi hút lại, mẹ hút lại chứ, thu lại chứ, xuống trị để cho dân khổ gì đi, đâu để cho ăn gì khổ lâu dài gì, phải tính cho xong nổi cuộc đời. Phật trời phải tính cái việc này, bởi thầy mới dán ra đây một cái đòn này. Cái người nếu mà thiệt thánh rồi không có sung sướng, không có thánh thơ, không có giàu sang được, phải xả cả vật chất tinh thần, bởi vì nó là giả, nó hại mình. Thành ra năm mẹo này nó gắt lắm, nó quào luôn, nó giống cuồng luôn. Tôi nói đây rồi đừng nghe rồi bị gì, tôi thấy được bị gì, gì ở trên cái mình nói đây, mẹ xuống có cho hiện hình cho mình thấy và đồng thời thầy luôn. Rồi mình mới nói, bởi vì nếu mình nói ra bây giờ cái lực về công an là dương, coi gì nó cũng phải về. Rồi về âm, cái du di là cũng như thầy nói, cái ghe đừng bước vô là không được á. Cái hiểu lắm, cái du di lực á, gươm lục biển. Thành ra mình phải nói cho dán trắng chỉnh, để cho dân thì nhìn, dưới trong thời kỳ mạc này thì dân nó mới phước mỏng nghiệp dày. Mình cũng đáng thương lắm, đừng có trách dân. Thầy mới nói muốn gieo duyên một tiếng cười mà không nở, khi người còn mê si không thông pháp lực từ bi mới dán trong một cái đòn này. Thành ra mình nó khổ chứ không phải thảnh thơi đâu, lên đây chứ khổ, lo rồi mình không phải nó tội nghiệp, mình phải hành thân mình, nó hành thân Phật thích thở xưa kia đó. Mô Phật.
Thì nãy giờ đó, thì con với Út cũng đã trò chuyện với nhau cũng được 20 mấy phút rồi. Thì trước khi mà dứt lời đó thì ông Út có lời nào muốn trò chuyện tâm sự muốn thổ lộ tới bà con cô bác là sao không Út? Có, bởi vì đây là quý, bởi vì đây tôi cũng có cái lời cảm tưởng và khuyên trong các anh em tín đồ trong nhà nhà trong thế giới nên cố gắng chao thân gìn lợi trong mình chị mình để mà mình làm gương để cho chúng sanh thấy, và trong cái đồng đạo nhà nhà cũng nên thức tỉnh tu tâm lại đi, có từ đây có chư thần ta từng giảng ta xem xét để mà phân minh cho mình là độ, khi mà mình được cái tâm được vậy rồi người ta hộ mình chứ có cái gì ta hộ chứ, mà nó cũng như mình về lúa mà gió mà hút gió có chứ, mà bởi vì từ đây chư thần ta từng giảng, hồi xưa thì sổ nạp 1 năm, bây giờ mãn trăng là 1 tháng ta nạp rồi, nó thành ra có chư thần ta hộ mình chứ, bởi vì ta lựa tiễn cũng như mình bây giờ mình dòm có người nào được trong đồng đạo mình cũng biết người nào mình kinh nghiệm thì trên người ta thấy mình chứ, thì thành ra khi nhà nhà trong tín đồ của vị nên nếu ai là đệ tử của thầy mau mau cả dắt dắt tung ra đi, bởi vì đây là cuộc biến thiên mà đổ nhân đổ dạng hết mà. Là khi mà đây rồi là cỏ cây đều héo mà cứu người đều trôi và có thể ngồi tự nhiên cái chết khô khan luôn, cái khí hậu cái bom nguyên tử nó năm dần nó tới, bởi vì năm dần là sao tới năm mẹo rồi tới năm dần năm mẹo là thằng Ukraine với Nga đã giao câu đi, Nga nó tuyên bố lên với Mỹ rồi đó bỏ bom chứ nó thua rồi. Nếu như mà Nga vẫn thuận lợi thì giống như là không chơi hết trơn bom chơi chết hết hủy diệt nhân loại thì nó gì thành ra, nhưng mà Nga biết sao nó hủy, nó là đại cường quốc Trung Quốc Mỹ là kêu thầy nó cờ đã thắt trận tướng chiếu tướng rồi lập bằng cờ khác lập lại Thượng Ơn, mà những ai qua thầy qua cái tinh hoa của thầy qua thần thức thì sống còn sẽ sống còn 10 phần hết 7 còn 3 mà còn hai hai là cái tớp này xác bỏ nhưng cái hồn thầy gọi các linh hồn, còn một là linh tử ở trên ta còn xác còn hồn tu với tỉnh bảo toàn thân thể, cái bực đó là hiếm lắm hiếm thất thà ra, thì ba loại thượng trung hạ, thì trong đây thì các tín đồ nếu ai là người quân tử nhất của thầy phải gấp gấp hai mau phải nhất tâm á chứ lơ là không có được đâu, còn trong cái đời cũng vậy nên gắng cố gắng mình được cái hồn về sau chuyển lời Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng xin cảm ơn Út đã chia sẻ những lời ngọc tới bà con về vấn đề đám mây, vấn đề người dân ồ ạt về quê và vấn đề Tết năm Tết nay. năm nay nhé. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin cảm ơn Út. Nam Mô A Di Đà Phật.